Công an Hà Nội truy tìm nam thanh niên cướp tiệm vàng ở Long Biên. Đêm ngày 10 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội phát đi thông báo truy tìm đối tượng cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn quận Long Biên. Theo đó, vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 14 tháng 1, anh Tạ Văn Đông, 29 tuổi, trú xã Hồng Thái, Kiến Sương, Thái Bình, đang ở cửa hàng vàng bạc Nam Thành, số 20 Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, thì có một đối tượng nam thanh niên vào cửa hàng yêu cầu anh Đông đưa ra 2 sợi dây chuyền vàng, 3 chiếc nhẫn vàng để mua. Anh Đông đặt dây chuyền và nhẫn lên mặt bàn thì đối tượng đeo lên người rồi bỏ chạy ra cửa tẩu thoát. Đặc điểm đối tượng gây án là một nam thanh niên khoảng từ 25 đến 30 tuổi, dáng trung bình, cao khoảng 1m68, mắt hơi sâu, sống mũi cao, tóc cắt ngắn bình thường, mặc áo khoác gió màu đen, quần bò màu xanh, đi giày màu đen, nói giọng Bắc. Đặc điểm tang vật: phương tiện gây án là một chiếc nhẫn vàng tây màu vàng, mặt vuông có gắn một viên đá màu trắng, mặt trong của nhẫn có ký hiệu Việt Nam 10K. Trọng lượng khoảng 2.4 chỉ, một chiếc nhẫn vàng ý màu vàng, mặt vuông có những viên đá nhỏ ở viền nhẫn, mặt trong của nhẫn có ký hiệu 750 Italia. Trọng lượng khoảng 2.6 chỉ, một chiếc nhẫn vàng, mặt vuông có chữ Phúc, mặt trong của nhẫn có ký hiệu 9999, trọng lượng khoảng 2 chỉ. Một sợi dây chuyền vàng tây dạng đốt màu vàng, cách ba đốt có một đốt màu trắng mặt hình rồng, rỗng ruột, gần mắt khóa có ký hiệu Việt Nam. Trọng lượng khoảng 5 chỉ. Một sợi dây chuyền vàng tây dạng đốt màu vàng, cách hai đốt có một đột hình Versace, rỗng ruột, gần mắt khóa có ký hiệu Việt Nam, trọng lượng khoảng 5 chỉ. Một xe máy nhãn hiệu Honda Wave S màu đỏ xám đen, biển kiểm soát 34R1-1659. Đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng, tang vật và phương tiện gây án có đặc điểm như trên thì tạm giữ ngay và thông báo cho Công an quận Long Biên, số điện thoại đồng chí Tuấn 0914910703, đồng chí Thành 0912233322, số điện thoại đồng chí Dượng 0914598989, phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố, số điện thoại 0692196780 hoặc đồng chí Trần Mai Hiển, số điện thoại 0353972222 để phối hợp giải quyết.